nay mình sẽ đập hộp và test thử một cái lò nướng đa năng luôn. Nó là 7 trong 1 và nó tặng cho mình rất là nhiều, 1, 2, 3, 4, 6 6 món đồ luôn. Hiệu Halai, một thương hiệu rất là nổi tiếng. Mặc dù nó sản xuất ở Trung Quốc nhưng mà thương hiệu của nó là của Úc nha. Mọi người hãy xem video, xem hết video để mọi người có mua thì xem trước khi mình quyết định mình có mua hay không nhé. Xem cái nồi bên trong nó có gì nhé. Đây là một cái nồi đa năng chiên nướng rồi hấp. Mà đây nó có những cái này, đây là chiên nè đó. Mình có thể làm rau cải nè, chiên khoai tây nè, gà rán nè, và mình làm bánh luôn, hấp bánh luôn đó. Rồi mình sẽ khui ra nha. Một cái lò rất là đẹp và giá trị. Đây là những cái phụ kiện kèm theo, có sách hướng dẫn, tên của nó là nồi chiên không dầu Halai Q10, có nghĩa là cái này 10 lít nha. Nó có hai sách hướng dẫn sử dụng tiếng Việt luôn nha, cái này là tiếng Việt nha, cho nên mình rất là dễ sử dụng luôn. Đây, sách hướng dẫn sử dụng nồi chiên không dầu đó, tiếng Việt có tiếng Việt đây. Rồi, có tiếng Việt, có tiếng Anh. Cho nên mình rất là dễ sử dụng luôn nha. Đẩy qua một bên. Đây nó cho mình gì đây? Đây là những dụng cụ cần thiết để mình chế biến, trong quá trình chế biến nấu nướng thì mình sẽ xài những dụng cụ này. Đây, dụng cụ quay, dụng cụ nướng. Và đây là cái nồi của chúng ta đây rồi. Cũng khá nặng ha. Đây, ten ten ten. Đây là nồi chiên không dầu Halai nha, 10 lít. Thì mình có cái nồi này rồi thì mình sẽ làm những món cá chiên, gà rán. Nó sẽ không có dầu mỡ nhiều nữa. Còn giữ cái gì đâu đây? Đây nè. Đây, nồi của chúng ta đây. Đó, có nhiều phụ kiện kèm theo nha. Nhà sản xuất rất là kỹ lưỡng trong việc bao bọc, bảo vệ cho cái nồi trong quá trình di chuyển nó không bị rơi vỡ, va đập kính. Tại vì cái nồi này nó có những cái chỗ nó làm bằng kính đó. Này, nhựa kính này. Là phụ kiện ha, để dành mình chiên cá hay nướng gà, bỏ vô đây mình quay làm khoai tây luôn, khoai tây chiên. Làm khoai tây thì mình không dầu, nhưng mà mình để cho nó ngon thì mình sử dụng một cái bình dầu á, mình phun được ít dầu nhé. Đây là phụ kiện, nhiều phụ kiện lắm. Cái nồi này mua trên mạng, mua từ Lazada nha. Giá sau khi mình trừ chiết khấu này kia nọ thì quý vị có thể tham khảo trên Lazada. Giá mình mua là khoảng 2,5 triệu ha, 2,4 triệu. Đó, rất là nhiều món để mà mình trải nghiệm ha. Này, quá trời món này. Thì ở đây nó có một cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt ha, tiếng Việt tiếng Anh có đủ. Và nó có một cuốn sách hướng dẫn mình làm những cái món ngon nè. Đó, có cuốn sách này nó rất hay nè. Nó dùng, nó hướng dẫn mình tí 74, qua đây coi còn món không không 99, 111 món. Thì cuốn sách này nó sẽ hướng dẫn mình làm 111 món ngon, bao gồm có bánh nướng, rồi lạc xưởng, sandwich, đùi gà, nấm chi, rất là nhiều món luôn ha.
cà rốt, bánh mì, bánh táo, bánh cuộn, bánh nướng bơ tỏi, rất là nhiều món luôn. Thì đây là một cái sản phẩm theo mình đánh giá thì nếu mà mình sử dụng chiên nướng gì đó mình nên mua, tại vì khi mình chiên nướng ở ngoài nó sẽ dăng nhiều. Rồi bây giờ mọi người hãy theo mình và mình test thử, mình làm thử những cái món đầu tiên cho mọi người thấy nha. Rồi mọi người theo mình nhé. Rồi để trước khi mình quay hay mình nướng gì đó hoặc là mình chiên gì đó thì mình làm nóng cái nồi trước, cái nồi kala này mình nằm trước thì nó cho thời gian làm nóng nè, có khoảng 2 đến 3 phút thì nó sẽ làm nóng cái nồi ha, làm nóng cái lò lên đó, nóng cái lò đó, nóng cái lò nó sẽ báo ốp như nè. Bắt đầu mình chuẩn bị đồ ăn ha. Đồ ăn đâu mẹ? Nóng bắt đầu nó kêu tiếng bíp bíp ha, bắt đầu mình sẽ mở cái lò ra đó. Bắt đầu mình sẽ đặt thức ăn lên khay như nè, rồi mình để vô. Bấm chế độ chiên, chiên đùi gà ha, và nó tự set up trong 30 phút luôn nha, nó tự cài đặt cho mình luôn. Đó. Nó tự chạy nè 30 phút ha, và độ nóng nó là 180 độ. Mình cứ bỏ vào, thay vì mình phải chiên, mình bỏ lên chảo mình chiên sẽ tốn rất là nhiều dầu, mình cứ bỏ vào và bấm đèn cũng được, bấm cũng được ha, bấm mình cứ bấm ở chế độ này chiên là nó tự set up sẵn luôn, 30 phút của mình luôn, nó tự chiên luôn đó. Mọi người thấy không, khi mình có một cái nồi chiên không dầu gì thì rất là nhàn luôn, mình chỉ cần ướp xong rồi mình bỏ vào và nó tự làm nóng và tự chiên luôn, chứ không phải mình phải sử dụng một cái chảo mình bỏ dầu vô thật nhiều dầu và nóng, rồi thứ nhất là hao dầu, thứ hai nữa là mình chiên nó văng, khi văng chúng mình nó phỏng, và thứ ba nữa là cái khói chiên lên nó sẽ làm cho cái nhà mình nó hôi. Mình bỏ vô cái nồi này thì nó sẽ tự làm nóng và tự chiên luôn, nó sẽ đỡ rất là nhiều thứ luôn. Rồi mình để như vậy mà mình cứ chờ thôi. Ok, sau khi mình quay 30 phút thì mình thấy nó còn có chưa có chín nhiều thì mình sẽ bấm thêm. Trên đây có một bên là bên đây là bấm thời gian, bên đây là chỉnh tốc độ nóng, chỉnh tốc độ nhiệt độ lên xuống, đây là chỉnh thời gian lên xuống, thì mình bấm thêm 2 phút nữa để cho nó chín thêm sâu bên trong chút xíu, ăn cho nó ngon, cho nó giòn ngon. Và bây giờ nó chín rồi đó, sau khi nó set up 30 phút, mình tự động set up 30 phút 180 độ thì nó chín rồi. Bây giờ mình để cho nó thêm 2 phút nữa cho nó chín sâu bên trong để mình ăn cho nó ngon hơn ha. Sau khi cái chảo chiên không dầu này nó chín tự tắt và nó báo tiếng kêu bếp bếp ha, rồi thế là mình sẽ lấy đùi gà nha. Wow, mình dùng cái đồ gấp cái đó mình để vô và mình lấy ra. Vàng đều ha, mình bấm thêm 2 phút nữa rồi mà nó vàng đều rất là thơm luôn. Mấy cái nồi chiên không dầu này thì mình chiên rất là tiện lợi, nên mình
không phải mất công mình chở mình chiên gì không. Giờ mình sẽ thử coi chín chưa, bên trong chín chưa nha. Rồi. Đây. Wow. Thơm phức luôn ha. Sâu bên trong luôn. Sẽ bên trong thử coi, coi nó còn máu không. Rồi, chín đều ha. Bên trong chín luôn ha, không có còn máu me gì hết.